bạn nha. Hôm nay mình mới ra một bảng tiếng Việt mới. Cái này nó có thể không văng không lắc nha. Anh em thoải mái luôn. Nhưng trận này mình sẽ có chức năng bay tất cả nha. Xe này đi ăn HP này, hạch kim cương, hạch vàng có hết. Cái này bật lên nó khác nha. Đây, phiên bản dành cho mấy yếu thôi nha, mấy yếu mấy mượt được hết, không văng nha. Không văng nha. Bản này mình tuyệt đối không văng, mình xịt văng hết rồi. Thế bản chắc anh em bảo văng nhiều quá nên mình lại xin tắt mic nha. Mỗi lần anh em chỉ tính cổng thì anh em tắt đi, bởi vì mạng mình yếu ấy. Mình ở chỗ này mạng yếu nên yếu nên nó khác nha. Anh em không mạng yếu thì thoải mái chơi. Bản này phích văng phích lác nha, không ngon không lấy tiền nha. Anh em muốn lấy bản tiếp tục nào anh em ơi. Gặp thì gặp hack vẫn gặp, nhưng à hack bên kia nó bằng hack chữ A bạn à. Bản chữ A huyền thoại của mình nha. Mình bật chạy nhanh trong này được luôn, không văng nha. Thank you.
là mình lắc. Màng mình yếu thế nha, không phải do game đâu. Màng mình yếu rồi. Còn bây giờ mình chỉ các anh em cài nhá. Lần đầu là anh em xóa bản chính đi. Đợi nó xóa một tí rồi. Anh em lên xem play. Tải ra Chiver. Đây. Anh em bấm vào bộ nhớ thiết bị. Mục download. Đây nha. Anh em vào giải nén tại đây. Mật khẩu là 2022 nha. Vào anh em cài đặt và anh em đợi cài đặt. Điện thoại mình cài đặt nó hơi lâu, anh em cứ từ từ, nó khác được. Được thôi nhá. Anh em nhấn xong này. Anh em vào mục OBB, anh em giải nén ra nhá. Còn mình giải nén rồi thì nó sẽ hiện ra, anh em ấn gì hoặc anh em ấn sao chép rồi anh bộ nhớ thiết bị Android OBB. Anh em ấn nút xanh xanh đây. Dán vô. Anh em dán vô xong chơi đi nhá. Em có gì thì cho mình một like, một subscribe nhá. Bây giờ bye bye anh em.